Xin chào tất cả quý khách hàng. Chào mừng tất cả quý khách hàng đến với kênh của em, kênh chuyên báo giá tất cả những cái dòng xe Toyota. Và hiện tại em đang có mặt tại đại lý Toyota Linh Xuân ở trên kho xe tầng 5. Và trong cái video này thì em Nghĩa xin phép được gửi cái chương trình khuyến mại tốt nhất ở thời điểm đầu tháng 3 này cho quý khách hàng. Ngày hôm nay thì em Nghĩa sẽ cứ gặp chiếc xe nào thì em Nghĩa sẽ báo cho mọi người về cái chương trình giá giảm tốt nhất tại thời điểm đầu tháng 3. Và trước khi video được bắt đầu, em Nghĩa luôn mong nhận được sự ủng hộ cũng như là sự tin tưởng từ tất cả mọi người. Đầu tiên, đây là sản phẩm Toyota Camry 2.5Q. Bên trái quý vị đang nhìn đấy ạ. Chiếc xe này có mức giá niêm yết là 1 tỷ 185 triệu cho xe sản xuất năm 2022 và mức giá niêm yết 1 tỷ 220 triệu cho chiếc xe sản xuất năm 2023. Cùng là một form thôi, nhưng mà tuy nhiên giá niêm yết thì năm 2023 đã tăng giá so với phiên bản cũ. Thì ở thời điểm này, em Nghĩa nếu mà xe 2022, em Nghĩa đang giảm cho quý khách hàng lên tới khoảng 25 triệu. Ngoài ra vẫn tặng phụ kiện dành cho mọi người. Còn xe 2023 thì em Nghĩa giảm khoảng 5 triệu. Ngoài ra vẫn tặng phụ kiện đầy đủ cho mọi người nhá. Tiếp theo là phiên bản Camry 2.0Q. Thì xe này thì hiện tại vẫn đang ít xe, cho nên là xe sản xuất 2022 thì em Nghĩa sẽ tặng 1 năm bảo hiểm cho mọi người. Ngoài ra vẫn tặng phụ kiện cho mọi người đầy đủ. Bên phải... quý vị các bạn đang nhìn, đây là phiên bản Toyota Veloz, phiên bản thường ạ, Veloz Cross với mức giá niêm yết là 658 triệu. Tính đến thời điểm này thì phiên bản E Veloz Cross này thì em Nghĩa đang giảm khoảng 50 triệu. Đó, 50 triệu, 658, quý khách hàng cứ trừ cho em Nghĩa 50 triệu. Còn 608 triệu đồng, ngoài ra em Nghĩa vẫn tặng phụ kiện đầy đủ cho mọi người nhá. Dán phim, trải sàn, cam hành trình. Tiếp theo nữa, đây, có hai chiếc xe Cross và một chiếc xe Veloz màu bạc. Veloz này là Veloz Cross Top. Đây là phiên bản 1.8V với mức giá niêm yết là 846 triệu đồng cho xe sản xuất năm 2022. Nhưng từ khi phiên bản được nâng cấp cốp điện đá cốp thông minh và màn hình kết nối Android Auto không dây thì mức giá niêm yết sẽ là 860 triệu. Bên em Nghĩa có cả hai phiên bản cũ và mới. Nếu quý khách hàng mà lấy phiên bản 846 triệu thì bên em đang giảm trực tiếp tiền mặt lên tới 50 triệu đồng. Có nghĩa là 846, quý hàng cứ trừ cho em 50 triệu. Chỉ còn 796 triệu thôi. Chưa đến 800 triệu, quý hàng sở hữu ngay phiên bản Cross 1.8V. Với rất nhiều option, cửa sổ trời, đèn full LED, camera 360 độ, điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Bên trong có hai lựa chọn màu nội thất, màu nâu đỏ và màu đen. Còn nếu mà anh chị lấy phiên bản nâng cấp thì em Nghĩa cũng giảm giá lên tới hơn 50 triệu. Bao gồm là bảo hiểm và phụ kiện. Quý khách hàng cần giá tốt nhất cũng như là tham khảo thông tin thì cứ liên hệ em Nghĩa sẽ báo từng dòng sản phẩm cho quý khách hàng. Và hiện tại xe thì vẫn đủ màu giao cho mọi người. Màu đỏ, màu đen, màu trắng đều có xe. Giao thời điểm này giá tháng 3 cực kỳ là tốt luôn ạ. Đó, em Nghĩa sẽ đi đến các phiên bản khác. Phiên bản 1.8G Cross 746 triệu và 755 triệu thì vẫn được giảm giá như thế nhá, trên 40 triệu. Đây là phiên bản Avanza, phiên bản 1.5 số sàn. Số sàn bên em Nghĩa đang giảm khoảng 35 triệu, 40 triệu trong cái tháng 3 này. 558 triệu, tính ra chỉ khoảng gần 520 thôi. Là quý hàng sở hữu một chiếc xe MPV 7 chỗ rồi. Lăn bánh xong xuôi ở Hà Nội, ở tỉnh thì sẽ rơi khoảng tầm 600. 7 chỗ cạnh tranh với Xpander, XL7 hay là Etiga. Những quý khách hàng đi gia đình trong những chuyến hành trình dài mà muốn chở đông người thì đây sẽ là một lựa chọn khá là hợp lý và có thể chạy kết hợp kinh doanh dịch vụ. Đây vẫn là phiên bản Cross V với mức giá niêm yết là 860 triệu đồng. Đây là 2.0Q màu trắng này. 2.0Q cái thời điểm mà Camry mới ra thì sẽ rất là ít hàng và Camry 2.0Q là một trong những phiên bản sedan hạng D bán chạy nhất của Camry. Và ở thời điểm này thì em Nghĩa đang khuyến mại tầm khoảng từ 25 đến 30 triệu. Đây là phiên bản 1.8G này, Cross này. Đó, Cross màu đỏ này, rất là lạ đúng không ạ? Đó. Tiếp theo là con Ray. Đây là chiếc xe Ray, mức giá niêm yết là 547 triệu cho các màu thường như màu đỏ. Còn riêng những cái màu nào mà kết hợp nóc đen này, thì bên em Nghĩa đang báo giá là 555 triệu. Đó, ở thời điểm này, em Nghĩa đang còn xe sản xuất năm 2022, thì đang có giảm giá khuyến mại tặng bảo hiểm lên tới gần 30 triệu. Giá xe giảm khoảng 12-13 triệu, ngoài ra vẫn tặng gói bảo hiểm 10 triệu và gói phụ kiện nữa. Gói phụ kiện thì lên tới khoảng 10 triệu, đó, tổng khoảng 30 triệu. Đó, quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ em nhé.
em sẽ báo giá tốt nhất dành cho mọi người. Đây vẫn là Camry. Đây là Camry 2.0Q này. Nhìn nhận biết được ngay, dưới logo không có camera 360 độ. Tiếp theo là phiên bản Fortuner, đây là phiên bản một cầu máy xăng. Fortuner một cầu máy xăng thì phiên bản mới sẽ được trang bị camera 360 độ nhá. Cốp điện và đá cốp thông minh. Phiên bản máy xăng này đã được trang bị rồi. Và thời điểm này thì bản máy xăng thì bên em Nghĩa đang giảm khoảng 50 triệu. Đó, tiếp theo vẫn là Camry 2.0Q, rất nhiều hàng luôn. Đây là phiên bản máy xăng hai cầu này. Đó, máy xăng hai cầu thì ít hàng hơn. Đó, bên em Nghĩa cũng đang giảm giá tầm 25 đến 30 triệu. Cross phiên bản G. Nhìn cũng nhận ra được luôn, bởi vì cái cụm đèn nó là cụm đèn halogen cho ánh sáng màu vàng. Đó, tiếp theo là Cross G này. Veloz này, Veloz bên em Nghĩa đang giảm tốt nhất. Phiên bản top rồi hiện tại thì Veloz có cả phiên bản lắp ráp và phiên bản nhập khẩu. Năm 2023 thì bắt đầu từ tháng 12 2022 thì Veloz đã chuyển sang dây chuyền lắp ráp tại nhà máy Vĩnh Phúc. Cho nên là cái mức khuyến mại bây giờ đối với cả phiên bản nhập khẩu và lắp ráp thì đều khoảng 50 triệu, tổng 50 triệu. Đây, Avanza số sàn đây, Avanza số tự động nữa. Bên em Nghĩa cũng đang giảm giá rất là nhiều. Cũng từ khoảng 40 đến 45 triệu cho cả phiên bản nắp ráp và nhập khẩu. Đây, chiếc xe Fortuner màu đen, một cầu máy dầu. Chiếc xe này với mức giá niêm yết là 1 tỷ 118 triệu, bên em Nghĩa đang giảm khoảng 100 triệu. Chưa bao giờ Fortuner. Phiên bản Fortuner này để giảm được 100 triệu thì bên em Nghĩa cũng chỉ còn vài chiếc thôi. Màu đen, màu trắng. Và đa số là phiên bản Legender. Legender thì em Nghĩa giảm khoảng 120 triệu. Đó, hôm nay là chia sẻ thẳng thắn với tất cả khách hàng luôn. Giá giảm bao nhiêu thì báo bấy nhiêu luôn. Quý khách hàng có nhu cầu thì cứ liên hệ em. Số hotline em để góc trái màn hình 0971296793. Em báo giá tốt nhất dành cho mọi người nhá. Để mọi người có thể tham khảo, trả góp, trả thẳng. Hay là thủ tục như nào thì có gì cứ liên hệ với em, add Zalo với em báo giá chi tiết cho mọi người. Cross thì hiện tại bây giờ có cả phiên bản chưa nâng cấp và phiên bản nâng cấp, rất nhiều hàng. Veloz, rồi Toyota Cross, phiên bản V là phiên bản nhiều hàng nhất. Đó, đây là những cái đầu xe mà bên em Nghĩa đang bảo quản trên tầng 5. Nó hơi bụi một tí nhưng mà tất cả đều không bị nắng mưa. Đó, đây là phiên bản Altis Hybrid với mức giá niêm yết là 860 triệu. Chiếc xe này thì bên em Nghĩa đang giảm 50 triệu nhé. 50 triệu chỉ còn 810 triệu thôi. Đây cho mọi người nhìn cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này. Chiếc xe này với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ hơn SH một tí thôi. 4,6 lít trên 100 km. SH thì bây giờ 100 km hết tầm khoảng gần 3 lít. Đó. Đây là Avanza này. Nắp ráp trong nước này. Đó. Nhận biết là ngay nắp cabo không có cái dán tem màu trắng. Đây. Giống như chiếc xe Cross này nhập khẩu. Tất cả những xe nhập khẩu đều dán niêm phong nhé. Đó, kia là Camry kìa. Đó, và có những dòng và sắp tới Toyota sẽ ra mắt như phiên bản Hilux. Đó, Hilux này hay là bên em Nghĩa đã đặt chờ rồi. Land Cruiser Prado hay là Land Cruiser thì hiện tại em Nghĩa vẫn có hàng giao cho mọi người. Quý khách hàng có nhu cầu thì vui lòng liên hệ từ số hotline nhé. Để em có thể hỗ trợ mọi người một cách tốt nhất. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau ạ. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Còn điểm hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.